Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Này tiếp tục thăm bảy nha mọi người. Đây, giỏ sách huyền thoại của mình. Để đây. Đặt đi. Khó ăn lắm. Để trưng cái đầu tiên coi. Sập rồi này à. Rồi sập mà không có luôn. Ba mưa quá mọi người ơi. Một cái sập không có. À, cái này sập nè. Đại diện. Đây nè mọi người. Còn bà lè bự chứ. Đây. Trời, cả bánh dính nữa kìa. Dính nè. Ngồi đã kìa mọi người. Lạnh muốn chết luôn. Con bự này gài bằng mồi mít chín nha mọi người. Bỏ vô vỏ cái đi. Trời, cái này ngon quá mà không dính. Không có dính mọi người ơi. Một em nữa nha mọi người. Cơm nữa. Con này cũng bự. Con này cũng ngon ha. Bự. Nhảy quá. Chui. Đấy. Em đã nha mọi người. Nhảy chùi mới chết. Ây da. Em. Đây chắc không có chỗ cắm. Cơm. Ây. Nhảy mấy cái mường đắp đuối. À đây. Một em ngồi đó nè mọi người ơi. Lai ra 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 vậy cũng ngon rồi. Lai ra im im một. Chịu khó nhảy mương. Luôn. Trời, cái này im quá không có mọi người ơi. Dở quá ta. Trời, cái này im quá mà không có. Dạ nghe. Rồi, dính rồi mọi người. Lưng tưng không. Cơm nha mọi người. Đầu nổi lật cái bẫy luôn. Mẹ kiếp. Mày liều quá. Cơm nha mọi người. Còn 5 cái nữa. Trời, không dính nè. Rất.
Chút nước. Đâu rồi ngọt ma bự. Nghe mùi mít đó mọi người. Trời ơi, cầm cầm cầm. Ủa mới nói ông Nam dính được chuột cống Nam. Ủa mới nói chuột vàng không dính được chuột cống không. Ủa con này ngon. Bự bự. Đã ghê. Hả? Hên ghê. Được, cái này rớt. Rồi còn cái cuối cùng nữa nha mọi người. Cái cuối cùng giá hên hên. Dính bạn em ơi. Một cái cuối cùng nữa. Đấy, sắp nè mọi người. Em chuột cơm. Rồi cho mọi người xem kết quả luôn nha. Cho mọi người xem kết quả luôn. Cầm đã quá. Xem công hôm nay. Sáu con. Bảy. Tám. Chín con. Chín con nha mọi người. Một nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Chuột bự không. Tám con chuột cơm, chà bá luôn. Có em cống à. Wow, trời mê cái em cống này. Kinh khủng, đã. Mê quá mọi người. Như chuột cơm ha. Chuột cơm vàng tươi luôn. Giấy. Rồi, thành quá, mỹ mãn. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người. Xin tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người video sau nha.